Hello mọi người ơi. Bà nội chào ông bà cô chú nè. Hello, xin mến chào đại gia đình mình nha. Mình chào cả nhà ông bà cô chú. Chào ông bà chú, hôm nay con về nhà bà cô. Hôm nay là vui lắm đấy nhà ơi. Hôm nay là đón cô Nhung về. Thì mọi người thấy coi trên video của Ngọc đó. Thì là cô Nhung hồi nãy là ghé nhà mình để thăm Điều Quên, coi Điều Quên nó có sức khỏe như thế nào. Đó thì ghé chơi thẳng thăm nhà chút xíu. Rồi bây giờ bắt đầu gia đình mình thì chỉ có mình ba mẹ Vinh Sình, Ba Ly với Ngân để đi về chơi với cô Nhung một ngày, trong ngày mai mình lên. Đó thì bây giờ hôm nay mình làm cái video này cho mọi người coi, mọi người cũng háo hức chờ cô Nhung về rồi gia đình sinh hoạt như thế nào ha. Một lát nữa mình về cho mọi người coi bà nội, cái cảm xúc của bà nội lâu ngày gặp con gái mấy năm rồi không gặp trong ngoại như thế nào. Bà chú ơi, mấy năm không gặp được bà cố. Mấy năm không? Con mấy năm? Rồi con có mang quà gì cho bà cố không? Quà gì? Đó. Lần nào về cũng mua bóng ngô cho bà cố hết. Sao bóng ngô bà cố hết bóng ngô hả Xịn? Có. Sao con biết? Con biết tại vì bà cố thèm ăn. Bà cố thèm hả? Bà cố thích ăn bóng ngô của con mời đúng không? Nay là có mấy đứa em gọi chữ thắng chữ chiến chữ chín chữ mười mình đó. Chú 9, chú 10 thì lên hồi chiều qua rồi. Để ở trên nhà mình chơi, ngủ lại đêm. Rồi sáng đi ra đón hai vợ chồng cô Nhung chú Lũ luôn. Chuyến xuống chuyến bay là 6 giờ là đáp rồi, chứ không lắm. Đúng. Vòng vòng này kia, nọ 7 giờ ra. Rồi ăn sáng, hồi sáng giờ ăn sáng. Rồi bắt đầu... ghế nhà mình thăm Điều Quên nữa. Rồi giờ đi về gần tới rồi mọi người. Mà cái chuyến bay của chú Bình... ít bữa nữa là mấy ngày chiều, mấy giờ chiều, biết không? Chiều. Chiều là khỏe ha. Chiều sáng ăn cơm nước, cơm trưa, cơm đồ xong hết cái mình ra mình đón thì nó khỏe. Còn buổi sáng sớm quá thì nó cũng hơi cập rập. Sáng giờ về sớm. Ngọc bữa về là sớm đó. Thôi bây giờ cô chú nào về trước cái mình đón trước. Rồi vài hôm chú Bình về nữa mình sẽ có một cái video đàn phục vụ hết cả gia đình. Bây giờ sắp tới là video coi tha hồ đó mọi người. Là tha hồ video luôn á. Tự cái mỗi lần về tới khúc này bắt đầu mình nôn dễ sợ mày ha. Xa xa rồi, trời mưa rồi không thấy rồi. Chứ thường khúc này là mình đã thấy cái núi Chứa Chan là gần nhà nội lắm rồi. Chứa Chan Gia Lào. Đúng rồi, Chứa Chan Gia Lào hay quá ha. Nếu bà cố ở đâu? Có chứa Chan Gia Lào. Dạy nó mốt nó đi đâu mà ai hỏi bà nội bà cố con ở đâu là con nói là Chứa Chan Gia Lào nha. Bà ngoại cũng ở Chứa Chan Gia Lào. Bà ngoại là ngay chân núi luôn rồi. Ủa là một cái khai phí lắm. Ok mọi người, lát nữa hẹn gặp lại mọi người ở về nhà nội xem cảm giác cùng một cảm xúc của bà nội như thế nào ha. Về tới đây mọi người mang mà cái người mà không chủ chốt thì về trước. Ngọc không có về được. Ngọc người không chủ chốt thì về đó, bà đâu bà cố bà đang đợi nè. Người phụ bà đi về trước. Là hết hồn hả? Không, cô Nhung tới liền ra kìa. Dư quá. Không, có gì đâu, có cái ba lê à. Đúng rồi. Đây. Một xe nữa về tới. Đâu có, còn xe chú Lũ đi xe kia nữa. Đâu bà đợi nè. Từ từ kệ hả? Kệ. Ủa đâu vậy đâu? Đâu rồi vậy Kiều đâu trời? Con Ni đó. Đó đó con đang quay đó. Nè sau lưng kìa. Sau lưng kìa. Hay là cái ngày hạnh phúc nhất nè.
Rồi thôi vô nhà, vô nhà. 4 năm trời, 4 năm trời. Phương, thằng Phương. Vui quá mà biết ai vô. Không biết ai vô ai luôn. Anh chưa định hình lại đúng không ạ? Đây cả nhà thấy hay thấy nó Út Nhung giống mẹ không nè. Giống mẹ thấy không? Đây có dấu hoàng mẹ nhất á. Nhớ không? Mà nội nhớ không? Khác luôn à. Ở vô nhà cho nó mát. Vô nhà cho nó mát đi. Chưa thấy luôn. Năm năm rồi đó, 5 năm mới về á, dễ sợ. Mẹ đi, không đi đó, đi nó giận. Trời ơi, đừng đi đó mà mấy đứa này đâu có cho đâu. Cản hết trơn hả? Đúng gì kiều luôn cái tờ. Đúng cái tờ. Chiến lúc nào người đánh sao hết á. Em bỏ em tiền ơi, hỏi cái đơn ở chỗ rồi dắp Quang Trung mà cũng khoảng rồi bộ pin quay á. Coi tại sao mà giờ này chưa giao cho khách. Ừ, từ sáng giờ. Chưa giao, ta đợi từ sáng giờ. Rồi vô ngồi đi, vô nhà ngồi cho nó khỏe đi. Bà vui quá mọi người, bà vui quá trời vui nên là bà cũng hả không biết gì luôn. Bật mấy cái đèn lên. Dạ. Dạ. Ô về tới đây thôi chứ sầu riêng thì thôi chứ tha hồ. Sầu riêng là tha hồ. Đây đây nè đó. Con Ngọc nó về nó ăn sầu riêng không hả, lên mấy ký mà. Ôi sầu riêng này mới ngon nè. Lép nó sẽ nhỏ không. Cười luôn đi chứ rồi chứ đó. Chút vậy đó mới ngon. Không biết ăn sầu riêng là mà mất đi nửa cái cuộc đời rồi đó. Bà chưa về tới em. Bên chiều về không ạ? Rượu ủa? Cái cuốn mì vậy chắc. Quá vui rồi. Vài bữa tới người thứ năm nữa. 2-3 ngày nữa. Thứ ba. Dạ. Cái chiến là ông cũng dành đó, ông dành đi trước ngày đó. Ngồi đại từ sân bay, ông ngồi thì biết là ta chiến.
Bà nào chính mình. Đi sao đi vô rồi chén nhập rau để hạt xoài. Đi sự kiện đi. Lỡ ăn rớt rau rồi nó ăn rồi sao? Đã tốn tiền làm ra hả? Ông Dũng. Đông không cô nhau chuyến này đông không? Đông. Bà con giờ chuyến này về đông dữ không? Mở cửa rồi bắt đầu bà con về. Mà bây giờ là không có kê báo y tế, không có gì hết. Nên là về luôn như bữa trước vậy. Không, bây giờ bỏ hết rồi. Không có test gì nữa. Không cần luôn. Không cần. Tại người ta mở cửa để khai báo du lịch đồ chứ còn đóng cửa riết kinh tế rồi này kia. Anh nói chuyện với cái tivi à. Đi gì mà lâu quá trời luôn thiệt. Chủ đi.
xuống này, tôi đang thu là tôi đang xuống này. Đợi từ sáu tự nhiên nó cũng đen. Con cho ba mười phút đi. Để anh vừa cho. Để anh vừa cắt ra cho. Để anh vừa cắt ra cho. Ba mười phút đi cùng nhau nữa. Đồ mất đâu sao mất được. Ngồi đó thì cũng để đó, đó chứ không biết tôi đâu. Okay, mọi người ơi, thì coi như cái video mà hôm nay sum họp gia đình mình thì cũng như mình kết thúc ở đây nha mọi người nha. Một lát nữa sẽ có video tiếp theo để mà mình sẽ chia ra từng cái khoảnh khắc cho mọi người theo dõi cho nó vui ha. Một cái video quay dài quá cũng không hay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.